Đất rừng phương Nam cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Đất rừng phương Nam được công chiếu vào ngày 11 tháng 10. Trấn Thành, đồng sản xuất, cho biết tác phẩm phải đạt từ 100 tỷ đồng trở lên mới bắt đầu có lời, kỳ vọng chạm đích ở mức 300 tỷ đồng. Nguyễn Quang Dũng công bố kinh phí phim ở mức 40 tỷ đồng. Tôi rất xúc động, xin cảm ơn khán giả, đạo diễn nói khi biết doanh thu. Và mới đây như kỳ vọng, Đất rừng phương Nam của đạo diễn Quang Dũng đã thu về 100 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, hòa vốn theo ước tính của nhà sản xuất. Phim đạt mốc doanh thu vào chiều ngày 23 tháng 10, theo Box Office Việt Nam, đơn vị quan sát phòng vé độc lập. 3 ngày cuối tuần, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10, Đất rừng phương Nam tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé với hơn 32,4 tỷ đồng, nhưng giảm 25% so với tuần đầu công chiếu. Sau 10 ngày, tác phẩm thu hút 1,1 triệu lượt người xem. Đất rừng phương Nam là phim Việt thứ 5 cán mốc 100 tỷ đồng trong năm, sau Nhà bà nữ, Lật mặt 6, Siêu lừa gặp siêu lầy, Chị em 2. Lần đầu, phòng vé Việt có 5 tác phẩm doanh thu cao nhất năm đều là phim trong nước. Đất rừng phương Nam lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi và phim Đất phương Nam của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Câu chuyện xoay quanh An, Hạo Khang, cậu bé lưu lạc ở miền Tây trên đường tìm cha, ở bối cảnh đầu thế kỷ 20. Trên hành trình đó, An được nhiều người dân giàu nghĩa khí giúp đỡ, học cách chấp nhận mất mát để trưởng thành. Phim đan xen câu chuyện tìm người thân của bé An cùng phong trào khởi nghĩa chống thực dân Pháp của người Nam Bộ.